Chiều ngày 14 tháng 9, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Doanh, Lê Đình Chức, Bùi Quốc Tiến, Lê Đình Tuyển thuộc nhóm bị cáo chủ mưu cầm đầu phạm tội rất tích cực, bị truy tố về tội giết người. 23 bị cáo còn lại phạm tội chống người thi hành công vụ. Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, bất chấp kỷ cương, phép nước, ngang nhiên xâm phạm hoạt động đúng đắn của chủ trương nhà nước, địa phương. Các bị cáo coi thường tính mạng của người khác khi đang thi hành công vụ, hành vi rất dã man. Các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến khi thực hiện hành vi phạm tội đã có bàn bạc, phân công, chuẩn bị các công cụ, phương tiện phạm tội. Trong đó, bị cáo Lê Đình Công giữ vai trò cầm đầu, tổ chức họp bàn, phát video, tuyên bố giết chết từ 300 đến 500 công an, chỉ đạo góp tiền mua lựu đạn, bom xăng, trực tiếp ném bom xăng, mong muốn giết càng nhiều càng tốt. Hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, dù thành khẩn khai báo nhưng cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Bị cáo Lê Đình Chức cũng chủ mưu chống đối, cùng mang hung khí lên trần nhà rồi ném bom xăng, lựu đạn về phía công an, dùng tiếp sắt gắn dao bầu, chọc khiến ba cảnh sát ngã xuống hố rồi cùng Doanh đổ xăng thiêu chết. Hành vi của bị cáo thể hiện sự mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt mức án đối với các bị cáo như sau. Bị cáo Lê Đình Công, tử hình. Bị cáo Lê Đình Chức, tử hình. Bị cáo Lê Đình Doanh, tù chung thân. Bị cáo Bùi Viết Hiểu, 16 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Tuyển, 12 năm tù. Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến, 13 năm tù. Với 23 bị cáo còn lại bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Văn Quân 5 năm tù, bị cáo Lê Đình Uy 5 năm tù, bị cáo Lê Đình Quang 5 năm tù, bị cáo Bùi Thị Nối 6 năm tù, bị cáo Bùi Văn Tiến 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Duệ 3 năm tù, bị cáo Lê Đình Quân 5 năm tù. Còn các bị cáo còn lại bị tuyên từ 15 tháng tù treo đến 5 năm tù treo.